Úi xùi. Bông to như cái bát nhé. Đấy chưa? Đẹp mỹ mãn. Đấy, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay là đang là tháng 3 năm 2022. Mình sẽ thay đất cái chậu cây hoa hồng nhung cổ này nhé. Bông rất là đẹp. Thế nhưng mà không biết đợt vừa rồi do mưa hay là do sương muối hay cái gì đó nên là cây có vẻ là bị vàng lá. Nên mình sẽ tiến hành thay đất. Đấy cái chậu nó đây. Đấy, chậu đây nhá. Các bạn nhìn cái gốc của nó nhá. Gốc của nó gần bằng cái lon bia này luôn đấy. Đây là lon bia nhá. Đấy, gốc gần bằng. Đây, phần gốc. Đường kính gần bằng cái lon bia. Đấy, cái thân này. Thân khủng chưa? Đấy, trước nó bị hỏng cái kia. Thế nên là bây giờ cắt bỏ rồi. Thế bây giờ mình sẽ cắt thay đất và mình cắt chỉnh sửa để mỗi cái thân này thôi. Đấy. Thấy chưa? Lá nó vàng hết rồi các bạn ạ. Cái giống hồng nhung nhà mình bông rất to nha các bạn nhé. Đấy. Bông to mà đẹp thơm phức luôn. Tuyệt vời lắm. Đấy. Cũng được bền phết đấy. Chơi cũng phải được mấy ngày nhá. Đấy. Quá đẹp luôn. Cách mình thay cái đất cho cái chậu này thì cũng đơn giản thôi. Bây giờ đầu tiên mình phải cắt bỏ đã. Cắt gọn hết này nhá. Cắt gọn hết rồi, cắt bỏ hết rồi xong mình sẽ tiến hành xịt nước các bạn ạ. Xịt nước cho nó bỏ hết đất đi. Đấy, trên này bây giờ trên này bởi vì mình thay đất cho nên là mình phải tiến hành cắt ngắn bỏ hết đi các bạn ạ. Không để. Đấy, giờ cắt một lượt đầu thì tạm thời cao cao như thế đã. Đây, cắt gọn rồi nhá. Có thể tí nữa sẽ phải cắt bỏ tiếp. Nhưng bây giờ tạm thời như thế đã. Bước xử lý tiếp theo của mình là mình sẽ cắt bỏ cái đoạn thân hỏng này, thân khô này. Đấy, mình cắt đây. Cắt vào đây xong tí nữa mình bôi keo nhá. Đấy, cưa vào. Một tay vừa cưa một tay vừa quay cho nên là nó hơi khó, hơi rung, không giữ được. Nhưng không sao, cứ cắt từ từ cũng được. Cắt bỏ đoạn thân này ra xong tí nữa phải bôi keo liền sẹo các bạn ạ. Với cái thân to thế này thì cần phải. Đấy. Đấy, vết cắt mịn màng nhá. Bấm thêm tí nữa. Đấy, mịn màng rồi nhá. Mịn màng tí nữa là bôi keo liền sẹo vào đây. Đấy, giờ đấy, được cái thân này. Thân một chi lên đấy. Đấy. Bạn ơi, sau khi cắt chỉnh xong nhá, thì mình sẽ tiến hành lật cái chậu ra. Lật chậu xuống vườn. Xong bắt đầu mình nhớ xịt nước nhé. Đấy. Xịt nước để nó sạch bỏ hết cái đất cũ đi. Để chúng ta thay đất mới. Thay đất mới này thì nó cũng có nhiều cái lợi ích cho cây. Thế nhưng mà cơ bản là
cái cây này của mình nó cũng lâu năm rồi, nó thân là trồng như này nó cũng thuần chậu rồi. Nhưng mà ngày xưa trồng là cái đất, cái giá thể của nó không được chuẩn cho lắm, mình chủ yếu dùng đất vườn cho nên là nó cái độ thoáng nó không có, cây nó chậu nó bí, cây nó không phát triển được mấy. Bây giờ mình tiến hành thay đất, thay đất với những cái chậu này, chúng ta cứ nghiêng này ra, chúng ta nếu mà rộng, nhà có sân rộng nghiêng này ra, chúng ta xịt nước đó, chúng ta xịt nước là nó sẽ sạch, nó sạch ở trong thì bắt đầu lôi ra. Nó cứng lắm, mình vừa thử rút thử nó ra nhưng không ra nổi. Nước bắn tới đây. Nói chung là ở trong là bộ rễ là nó bệt rễ. Đấy, cái phần đáy chậu là nó như thế này cho nên là cây vừa không lớn mà vừa dễ bị sâu bệnh. Đây là cách thay đất cho cây hồng nhung cổ, cây hoa hồng nhung cổ nha các bạn nhá. Cách làm đơn giản, vừa làm vừa chơi. Nghĩa là mình người chơi, mình chơi mình làm thôi chứ không phải là nhà vườn gì. Nhà vườn mà làm thế này thì chắc là hơi tốn công. Nên mình là người chơi nên mình có thời gian. Hôm nay là chủ nhật là ngày nghỉ, cho nên là làm vui vui. Dễ hơn nhiều quá. Đó. Đây là cách thay đất cho cái cây hoa hồng nhung Sapa nha các bạn nhá. Thay đất mới cho chậu hồng nhung Sapa này. À, hồng nhung, nhung cổ. Giới thiệu với cả nhà, hôm nay mình thay đất cho cái chậu cây hoa hồng nhung cổ này nhá. Hoa hồng nhung rất là đẹp. Đó. Đây vừa kéo nó ra được một tí các bạn. Đấy các bạn nhìn này. Nhìn rễ nó khiếp không? Kinh khủng luôn. Đấy. Hệ thống rễ của nó đấy. Rễ bệt kín luôn. Đấy. Đấy. Giờ mình sẽ tiến hành xịt nước tiếp. Xịt nó bỏ hết cái đất đây. Cái đất này chắc nó cũng chả có chất gì nữa. Đấy, sỏi đá đây. Các bạn lưu ý là khi mà thay đất cho chậu cây hoa hồng là mình phải kết hợp cả cắt cành ở trên nhá. Chứ không được để cành để lá đâu. Mình cắt thì vừa cắt rễ vừa cắt cành thì nó sẽ tạo cái kích thích cho cây. Khi trồng mới xuống là nó sẽ bật mầm và bật rễ luôn. Thì cây nó sẽ khỏe. Đấy, rễ, các bạn nhìn rễ. Sướng chưa? Đấy, sau khi mình xịt nước nhá, mình lật chậu lên nó như thế này đấy các bạn ạ. Mình sẽ tiến hành mình nhấc ra mình xịt tiếp. Ui dồi, nặng lắm. Vừa gốc to chưa. Ui dồi.
ấy đâu đấy, mình để ra ngoài này, mình xịt cho nó dễ, không để trong chậu nữa. Nhiều sỏi quá. Khả năng phải kê nó lên. Đấy, kê viên gạch nó lên các bạn. Bắt đầu xịt. Đấy. Sạch sẽ luôn. Đấy các bạn ạ, à, cái đất này của mình trồng sau khi xịt nước này, đấy nó toàn đất thế này, sao mà cây tốt được và sao cây không tốt được. Sau khi xịt nước sạch rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cắt đấy, cắt cắt vệ sinh bớt vỏ rễ đi, đi dâu dâu rồi cắt hết đi. Bớt vào những cái râu râu đi nhá. Nó mọc ngược lên, bỏ nó đi. Cái thằng nào mọc ngược lên thì chúng ta lẩy bỏ. Đấy, tương đối đẹp đấy nhá. Đấy, bây giờ mình tiến hành trồng nhá, trồng cây hồng vào chậu. Thì để trồng cây hồng này thì mình đầu tiên đây mình đang để ướm rồi. Đầu tiên là mình phải rải một lớp sỉ. Đấy, đây mình quay, đây mình mới để tạm vào nhá, để ướm tạm vào thôi. Bộ rễ này như này. Đây các bạn nhá. Đấy. Mình lót một lớp sỉ than ở dưới, nó vào rơi vào độ khoảng hai cục, hai viên than nhé, hai viên sỉ than ấy, than tổ ong đấy. Đi xin về, các bạn xin về. Cái này để cho nó thoát ẩm nhá. Đấy. Thế xong đấy mình tiếp tục dùng đất trộn. Đất của mình thì có đất thịt với cả than tổ ong với cả là phân gà. Đấy. Cho cái lớp ấy vào nhá, cho cái lớp sỉ than ở lót ở đáy chậu thì nó rất là tốt, nó sẽ thoát nước. Đấy, bây giờ để ướm. Đấy, mình sẽ trồng cao lên này để nó nổi cái mặt rễ lên. Đấy, để sau để chơi, chơi kiểu như chơi cây bonsai luôn. Cái chậu này, bộ rễ này rất là đẹp. Đấy nhá. Sau khi mình cho đất này nhá, đất trộn với cả sỉ với cả phân gà nó đầy đầy lên thế này rồi, bắt đầu mình sẽ tiến hành trồng trồng lại cây. Đấy, bắt đầu đặt cây vào. Đặt cây nhắn thẳng này lên. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy nhá. Đấy. Thấy chưa? Làm một cái cây chi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổ đất vào.
vừa làm vừa quay nên là hơi khó các bạn ạ. Đây các bạn mà có cái đất xốp xốp thì tốt. Mình nay là trời mưa. Trời mới mưa cho nên không có cái đất xốp. Cái đất này nó hơi ẩm. Tương đối ổn rồi nhá. Cho nó cân giữa. Ngắm làm sao nó ở giữa chậu nhé các bạn nhé. Thân nó giữa chậu. Sau khi mình cho lấp đất đầy rồi các bạn nhé, mình xếp thêm một cái hàng gạch ở trên bề mặt nữa này các bạn này, để cho nó cao lên được khoảng 8-9 phân. Đấy. Tại sao là thế? Bởi vì mình đang nuôi tiếp cái bộ rễ này. Cái bộ rễ để nó xòe chùm kín ở đây, xung quanh đây. Đấy, sau khi cái bộ rễ này nó khỏe, nó ăn ra, thì khoảng một năm sau thì mình sẽ bỏ cái lớp gạch này đi. Đấy. Khi bỏ cái gạch này lên thì mình sẽ xả nước vào, thì sẽ cái mặt gốc nó sẽ bằng với mặt chậu. Lúc đấy nó sẽ lộ hết những cái rễ lên. Đấy, lộ hết những cái rễ cây lên. Thì lúc đấy nó dáng cổ thụ bonsai, cái bệ rất là đẹp. Đó. Cách làm là như thế. Bây giờ mình tiếp tục đổ đất vào cho nó đầy nhé. Đấy, xong rồi nhé các bạn nhé. Đấy. Thế này là nó vừa đủ lượng đất cho cây, giữ ẩm tốt, thoát nước tốt. Đấy, và cây khỏe. Đấy, mình sẽ dừng video ở đây. Và khi cây nó phát triển, mình sẽ tiếp tục quay cái cây này để chia sẻ đến mọi người nhé. Để sau khi mà mình thay đất thì nó như thế nào. Đây bây giờ này. Đấy. À còn một việc nữa. Một việc nữa đấy là bôi keo ở đây. Đấy, đây cái lọ keo nha các bạn nhé. Đấy này. Cái này là cái keo liền sẹo nhá. Cái lọ keo này thì mua có 15-20 nghìn thôi mà. Chúng ta bôi vào để cho nó đỡ hỏng thân. Nó sẽ giữ được. Đó. Tốt rồi. Thế là xong. Tiếp đến là mình ở trên này có khi là cắt thêm một tí, cắt cho nó phẳng một tí nữa là được. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Hôm nay mình quay cái video vui vui giải trí cách mình thay chậu cái thay đất cái cây hồng cổ hồng nhung cổ của mình. Mọi người yêu mến kênh của mình nhớ bấm kênh đăng ký, nhớ bấm đăng ký kênh, bấm like, comment ở dưới để ủng hộ mình nhá. Mọi người có chia sẻ gì thì comment ở dưới video nhá. Mình xin cảm ơn rất nhiều.